Thưa quý vị, trên màn hình mà quý vị đang thấy là những chùm cà chua tên là chùm cà chua Rita Nhật Bản. Quả chua này thì có mẫu mã rất là đẹp và mùi thơm nhẹ nhẹ đặc trưng, thịt cũng rất là dày và nó có vị chua dịu. Và với những cái ưu điểm vượt trội này thì cà chua ghép Rita Nhật Bản đang được nhiều nông dân ở Đắk Nông lựa chọn để trồng. Vâng, tôi là một người yêu nội trợ, chính vì thế nên tôi biết đến giống cà chua Rita này từ rất lâu rồi. Anh biết không, là giống cà chua Rita này rất nổi tiếng trong giới chị em đấy ạ, mà cũng có giá khá là cao hơn các loại cà chua bình thường đến 10.000 đồng 1 kg. Nhưng mà bù lại thì hương vị rất thơm ngon, đúng không ạ? Vâng. Quý vị biết không, là nhờ vào việc trồng giống cà chua mới này mà đến nay ở nhiều hộ dân của xã vùng biên Thuận Hà, huyện Đắk Song đã có thu nhập rất khá và cuộc sống thì cũng ổn định hơn nhờ giống cà chua mới này đấy ạ. Bắt đầu trồng từ tháng 2, đến nay 3 sào cà chua ghép Rita của gia đình anh Vũ Mạnh Quốc Duy ở bản Đắc Thốt, xã Thuận Hà đã cho thu hoạch. Với lợi thế mẫu mã đẹp, mùi thơm đặc trưng nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá luôn cao hơn so với cà chua bình thường với mức từ 9 đến 12.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch của cây khá dài, gần 6 tháng một vụ nên lợi nhuận bình quân 3 sào này luôn đạt hơn 100 triệu đồng một vụ. Thì trừ chi phí với tất cả đi nên lợi nhuận được khoảng trên 100 triệu. Nói chung là thấy cái cây cà chua này cũng phù hợp với khí hậu của ở địa phương đây. Đã thành công với cây cà chua Rita từ nhiều vụ trước nên năm nay, gia đình ông Đinh Văn Sơn ở thôn 2, xã Thuận Hà đã mạnh dạn nhân rộng trên cả diện tích 7 sào. Với việc nắm chắc các kỹ thuật canh tác, chăm sóc, năng suất vụ này đạt hơn 50 tấn quả, đem lại nguồn lợi nhuận hơn 500 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Thuận Hà đã có gần 20 hộ dân triển khai thực hiện mô hình trồng cây cà chua Rita với tổng diện tích trên 10 hectare. Sản phẩm thu về chủ yếu bán cho thương lái tại Đà Lạt. Ổn định cái khó khăn trong cái vừa qua giá cả, trong đó là nó ảnh hưởng đến cái giá cả cây tiêu và cà phê, cái giá lại xuống. Bà con Thuận Hà đã tìm tòi rồi để chuyển giao những thay đổi những cái cây hoa màu ngắn ngày mà có cái hiệu quả như cà chua. Trước tình trạng cây cà phê, cây hổ tiêu rớt giá trong thời gian qua, đã có nhiều nông dân tại Đắk Nông chuyển sang trồng cà chua. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân cũng nên thận trọng không ồ ạt mở rộng diện tích cây cà chua Rita như một số loại cây trồng khác. Khi cung vượt cầu thì sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho bà con. Vâng, vừa rồi chúng ta nói đến cà chua đúng không ạ? Mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho bà con ở Đắk Nông. Bây giờ thì chúng ta lại nói đến măng tây. Măng tây thì không còn xa lạ gì với nhiều người bởi là ngọn măng tây thì được biết đến là một thực phẩm đỉnh cao, giàu dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe nữa. Và cũng tại Ninh Thuận, măng tây xanh được công nhận là một trong 12 sản phẩm đặc thù và được chính quyền địa phương hết sức chú trọng để phát triển. Chắc hẳn là anh Tú cũng biết đến măng tây đúng không? Anh có thích ăn măng tây không? Tôi rất thích ăn măng tây và tôi cũng còn bất ngờ hơn khi mà không ai nghĩ rằng vùng đất đầy nắng và gió rồi có rất là nhiều những cồn cát hoang hóa mà lại trồng được măng tây và lại phát triển mạnh đến như vậy. Đến nay thì cũng đã có rất nhiều những cồn cát hoang hóa được phủ xanh bởi loại cây này. Những năm qua thì nông dân Ninh Thuận cũng đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào trong quá trình canh tác cây măng tây và quan trọng nhất là họ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học mà chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai để bón cho cây. Chính sự canh tác an toàn này cũng đã khiến cho cây măng tây chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Tỉnh Ninh Thuận cũng đang tập trung phát triển sản phẩm này thành sản phẩm OCOP có chất lượng cho năm 2020 này. Những mầm măng tây xanh, giống Hà Lan, đang vươn lên giữa những đồi cát khô cằn ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Địa phương được đánh giá là nơi khô hạn nhất Việt Nam. Hiện với 4 sào trồng măng tây, bà Châu Thị Xéo có thể thu hoạch 30 kg mỗi ngày. Với giá bán 50.000 đồng 1 kg, bà thu lãi khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Ban đầu mới thu là 5 tháng mình thu là 5 ký. Mà khi nó 8-9 tháng đi là mình thu 8 ký. Khi nó 10 tháng 1 năm trở đi mình thu 12 ký tới 15 ký. Tại xã Phước Hải, bà Xéo là người đầu tiên trồng cây măng tây và bà cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Nhận thức rõ quê hương mình là vùng đất của nắng, của gió, quanh năm khô hạn. Nước tưới là tài nguyên vô cùng khan hiếm nên bà đã đầu tư thêm hệ thống tưới nước tiết kiệm cho những vườn măng tây của gia đình.
Với mong muốn giúp bà con trong vùng cùng thoát nghèo, bà Xéo đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Châu Rế. Hiện có 43 trên 73 thành viên trong Hợp tác xã đã cùng tham gia trồng mang tây, tổng diện tích lên tới hơn 100.000 m2. Hiện mang tây được thu hoạch tới đâu sẽ được thu mua hết tới đó. Mỗi tháng trừ chi phí, các nông hộ sẽ có thu nhập từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một tháng. Cái bước đầu á, mà khi mà thành lập hợp tác xã này rồi á, là tôi nghĩ không có thành công đâu. Tại vì cái đất này là đất hoang mạc. Hợp tác xã bây giờ đang học hỏi của Xéo để mà có phong trào của hợp tác xã để đi lên. Tại xã Phước Hải, những vùng đất cát khô cằn đang được phủ xanh bằng cây mang tây. Bất chấp nắng gió, những mầm xanh vẫn tiếp tục vươn lên. Bằng sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, những nông dân này đang biến những mảnh đất chết ngày nào trở thành mảnh đất hứa thoát nghèo, đưa cây mang tây trở thành đặc sản chủ chốt của Ninh Thuận và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo giá trị gia tăng cho những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong đó có cây mang tây. Kế hoạch trong năm 2020 của tỉnh là sẽ nâng cao giá trị từ 3 đến 5 sản phẩm OCOP có chất lượng cao, đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao, gồm nho, táo, tỏi và mang tây.